đẹp mắt và đúng nghi lễ của võ sĩ Nguyễn Trần Thứ Nhất Việt Nam. Mục tiêu đặt ra của môn Muay Việt Nam đó là một huy chương vàng trong SEA Games 29. Và những hy vọng đó chính là võ sĩ Nguyễn Trần Thứ Nhất. Đây là đội tuyển và các cổ động viên Muay của Việt Nam. Tại SEA Games 27, chúng ta đã giành được 1 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Đương kim vô địch thế giới Nguyễn Trần Thứ Nhất của Việt Nam. Cách đây 4 năm thì Nguyễn Trần Thứ Nhất cũng đã sớm phải chia tay đấu trường SEA Games khi để thua tức tưởi trước một võ sĩ của Lào. Và tại SEA Games 29 lần này, Thứ Nhất sẽ thi đấu quyết tâm và ra đòn giành thắng áp đảo để các trọng tài khó có thể thiếu công tâm. Khi mà anh đã từng là 6 lần nhà vô địch thế giới. Hiệp thi đấu thứ nhất của trận đấu được bắt đầu. Đây là trận thi đấu vòng loại hạng cân dưới 57kg của Nam. Nguyễn Trần Thứ Nhất Việt Nam là nhà vô địch thế giới trong trang phục màu xanh và đối thủ của anh đó là võ sĩ Sokhan của Lào. Khi bắt chân thì nước Việt Nam đã dùng thuật trò một pha lên gối về phía Sokhan khăn của Lào. Một pha bắt chân và bất trụ thành công của nước Việt Nam. Mọi thái là một võ một đội hình khá đa dạng và phong phú về tổ hợp đòn. Các kỹ thuật đòn chân và đòn tay được thể hiện rất phong phú và đa dạng, gần như một môn võ tự do. Quét trụ lên gối đánh trò. Duy nhất Việt Nam đang chủ động tấn công ra đòn về phía Sokhan của Lào. Đấu Muay Thái được diễn ra trong 3 hiệp và mỗi hiệp có thời gian là 3 phút. Thời gian nghỉ mỗi hiệp là 1 phút. Thời gian dự thi đấu được nhắc nhở cảnh cáo không tính vào thời gian thi đấu.
Như vậy là thời gian hiệp 1 của trận đấu đã kết thúc. Thứ nhất, Việt Nam là nhà đương kim vô địch thế giới. Trong những pha đánh cận chiến như thế này, các có sức ôm với nhau và thường dùng các động tác kỹ thuật lên gối, gối vòng của đối thủ. Sau hai cú đá liên tiếp thì Vũ Thành Nhất đã áp sát và ôm gì trong khăn của Lào. Không phải đâu. Ngoài thi đấu chống trò trước đối thủ thì Vũ Thành Nhất Việt Nam còn đề phòng trước các trọng tài. Do vậy mà anh đang phải vừa thi đấu vừa làm sao để cho các đối thủ của mình không tung ra được những đánh chính xác. Điều đó sẽ khắc chế và hạn chế đi những điểm số mà các bạn đánh giá cho đối thủ, bởi vì anh đã hai lần từng bị xử ép. Một pha bắt gặp nữa của Duy Nhất Việt Nam về phía sau khăn của Lào. Như vậy là trên bảng xếp hạng lúc này, đoàn thể thao Việt Nam chúng ta đang có được kết quả là 47 huy chương vàng, 30 huy chương bạc và 35 huy chương đồng. Vững vàng ở vị trí số 1 vẫn là chủ nhà Malaysia với số huy chương vàng cách biệt là 76 huy chương vàng, 52 huy chương bạc và 49 huy chương đồng. Vị trí 3 vẫn thuộc về Singapore với 42 vàng, 34 bạc và 47 đồng. Vị trí thứ 4 thuộc về Thái Lan, 39 vàng, 57 bạc và 60 đồng. Rất bất ngờ khi đoàn Indonesia được dự báo là sẽ cạnh tranh quyết liệt ở vị trí thứ 3. Cho tới ngày hôm nay họ mới có được kết quả là 27 vàng, 38 bạc và 47 đồng. Như vậy là cho tới ngày hôm nay chúng ta đã có thể xác định được là Việt Nam sẽ dường như chắc suất nằm trong top 3, top 4 quốc gia đứng đầu của đội. Và chúng ta cố gắng vượt qua được Singapore hoặc Thái Lan để nằm trong top 3 của đại hội khi mà SEA Games chỉ còn 3 ngày nữa thôi. Ngày hôm nay cũng được xem là một ngày vàng của đoàn thể thao Việt Nam, sẽ có khoảng 6 đến 8 huy chương vàng. Việc các vận động viên điền kinh chúng ta chạm hướng con số 17 huy chương vàng thì coi như điền kinh chúng ta chắc chắn đã giành ngôi vị số 1 của khu vực ở bộ môn này. Trong khi đó ở hai môn võ đã kết thúc, đó là Ushu và Karate Do. Các võ sĩ của chúng ta cũng đã thi đấu rất thành công. Karate Do có tới 50 chương vàng, còn ở môn Ushu chúng ta có tới 30 chương vàng. Từ nay cho tới ngày bế mạc SEA Games 29 thì
võ thuật của chúng ta vẫn đang thể hiện sức mạnh. Các võ sĩ Pancrasila tiếp tục lọt vào chơi trận đấu bán kết với số lượng đông. Bên cạnh đó chúng ta còn như taekwondo, judo, muay. Lại là một pha bắt vật của Nga đánh Nga đối phương nữa của Duy Nhất Việt Nam. Của Nguyễn Trần Duy Nhất Việt Nam, đương kim vô địch thế giới. Như vậy là thời gian trận đấu thứ ba, đấu quyết định cuối cùng của trận đấu vòng loại hạng cân dưới 57kg của Nam đã kết thúc. Sau đây thì các tài sẽ tính điểm và đưa ra quyết định cuối cùng. Điểm số được tính qua từng hiệp đấu. Mỗi một hiệp đấu thì các trọng tài sẽ cho các võ sĩ giành được 10 điểm, 9 điểm, 8 điểm và 7 điểm. Tùy vào mức độ ra đòn mà các tài sẽ đánh giá đưa ra những xét cuối cùng. Và nhiều khả năng thì Nguyễn Trần Duy Nhất Việt Nam sẽ giành được số điểm tối đa là 30 điểm sau 3 hiệp đấu. Như vậy là chiến thắng đã thuộc về Nguyễn Trần Duy Nhất Việt Nam. Nguyễn Trần Duy Nhất của Việt Nam đã vượt qua được Shokan của Lào với số điểm là 29/28. Cũng có thể nói là rất sát nút. Đây là môn thể thao đã mang lại cho Nguyễn Trần Duy Nhất rất nhiều kỷ niệm buồn, những kỷ niệm không bao giờ quên, bởi vì anh đã hai lần thúc thủ trước những võ sĩ của Myanmar và Lào, khi mà Nguyễn Trần Duy Nhất đều là danh hiệu vô địch thế giới ở các kỳ SEA Games khi anh tham gia. Đây là những bông hồng xinh đẹp trên khán đài luôn cổ vũ và đồng hành với đội tuyển May chúng ta.